Chỉ sau cái dọi đèn pin chưa đầy 10 giây, người được giới thiệu là bác sĩ nước ngoài đã thực hiện xong thao tác khám rồi đi ra ngoài. Công việc còn lại là của người phiên dịch. Người này đã thay bác sĩ viết phiếu chỉ định điều trị cho bệnh nhân và luôn miệng giải thích bệnh tình. Bây giờ cái dương vật của anh bị ngứa, anh tiêm trực tiếp cho dương vật của anh, xong rồi cho anh đi chuyển thuốc, mấy ngày là nó hết rồi. Dù biết chắc chắn mình không có bệnh vì trước đó vài giờ, người tới khám được các bác sĩ Bệnh viện Gia Liễu Cần Thơ chuẩn đoán không có bệnh, nhưng người đàn ông này vẫn lắng nghe người phiên dịch nói về chi phí. Một loại thông thường là 6,5 triệu, nha, tiêm cục bộ. Một loại là 2,2 triệu. Nó khác nhau ở cái đơn vị thuốc, ha. 6,5 triệu thì có 100.000 đơn vị thôi. Còn cái thuốc 2,2 triệu nó là 3 triệu đơn vị rồi. Nó chỉ cần tiêm một lần thôi. Còn khi nó tiêm mất nhất từ 3 đến 5 lần. Thuốc này tác dụng mạnh lắm, nó để chống chống ung thư luôn cho mình. Khi người được khám thắc mắc vì sao hóa đơn không ghi tên thuốc, sổ khám bệnh cũng không ghi bệnh, không cần bác sĩ, người phiên dịch giải thích luôn. Em nói là trong bệnh án em sẽ ghi rõ ràng cho chị. Sau khi thực hiện các khâu vệ sinh, truyền dịch, người bệnh được đưa đi tiêm. Tại đây, người bệnh yêu cầu được biết tên thuốc tiêm vào người mình, nhân viên này mới đưa ra một lọ thuốc toàn chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt. Cái này dịch ra tiếng Việt là Interleukin. Thuốc nhập khẩu nhé. Mình coi mình cũng không có hiểu đâu nhé. Cứ yên tâm điều trị đi. Trở lại phòng khám, người bệnh lại được đưa đi tiêm. Vẫn là lọ thuốc này, nhưng lần này là chích thẳng vào mông. Không, bên em mấy cái vỏ chai hay là mấy cái chai thuốc ở đây á, anh chuyện như vậy không có mang ra ngoài. Hơn 3 triệu đồng cho 2 lần khám. Nhưng nhân viên phòng khám cho biết đây chưa phải là lần cuối cùng. Căn cứ vào sổ bệnh cùng các xét nghiệm của phòng khám thế kỷ mới, bác sĩ Tụ, phó trưởng khoa da liễu bệnh da liễu Cần Thơ nhận định quy trình khám này là hoàn toàn sai nguyên tắc, có dấu hiệu vẽ ra bệnh. Cái này là chưa có cơ sở y tế nào làm như vậy. Do vậy là hoàn toàn làm sai cái nguyên tắc điều trị cho cả kháng nấm, cho cả kháng sinh, rồi cho cả interleukin. Tôi nghĩ rằng quá dư, không cần thiết. Còn bác sĩ Trường Giang, chánh thanh tra Sở Y tế Cần Thơ thì cho rằng hành vi sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc như vậy là sai phạm. Rất là khó để phân biệt là loại thuốc gì. Cái nguồn gốc của nó mình không biết được. Rõ ràng đây có thể nhận định ban đầu là cái thuốc này là họ xách tay từ Trung Quốc hay là nơi nào đó. Họ đem qua để họ sử dụng. Và rõ ràng cái hành vi này là phạm pháp. Theo thông tin từ các bệnh nhân, ở khu vực miền Tây hiện đang có rất nhiều phòng khám tư như trên, có biểu hiện khám chữa theo kiểu vẽ ra bệnh để tận thu. Việc này cũng đang khiến người bệnh khắp nơi tỏ ra hoang mang, không biết nơi đâu mới thực sự là an toàn và hiệu quả như tấm biển quảng cáo này.